Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu về cái giống chuối tây Thái Lan giống bên nhà mình. Đây là những củ chuối tây Thái Lan giống mà mình đang đánh cho khách. Đấy. Thì cái củ chuối này thì nhà mình đánh từ cây cây mẹ đánh ra. Thì cái chuối này ấy thì là mình chặt này, nó cao khoảng 8-90 phân, nhưng mà mình chặt đi thì nó còn độ khoảng 5 còn khoảng 20 phân thôi. Đấy thì cái chuối này ấy là nó khoảng cách trồng thì là từ cây cách cây là 2,5 m, hàng cách hàng là 3 m. Đấy, còn là mình chặt đi thì để lại cái mỗi một củ này thì nó rơi vào khoảng 20 phân. Đấy, còn lại khoảng 20 phân. Đây thì nhà mình đúc chuyển cho khách thì đúc toàn bộ là đúc vào trong bao tải hết. Mình chuyển đi tất cả các nơi trong cả nước, thì ở đâu có khách gọi là mình đều chuyển đi được. Thì có chỗ nào mà xe ô tô người ta đến đi được, cái đường ô tô đi được là mình đều chuyển đi. Cái chuối này thì đào hố sâu là 20 phân, rộng 20 phân, vuông 20 phân. Đấy thì là mình trồng xong thì mình tưới nước để cho nó ẩm, dễ nó bắn ra, thì độ khoảng 10 ngày hoặc 15 ngày tùy theo nắng hoặc thời nắng mưa hoặc là thời tiết nó mát, thì mình căn cứ vào đấy mình để mình tưới. Thì cái chuối này thì nó lúc khi mới trồng ấy thì là nó cần độ ẩm, nên là mình cố gắng tưới ẩm cho nó để cho nó lên. Đấy, thì bác nào mà có nhu cầu mà mua chuối Tây Thái Lan giống thì cứ alo theo cho em theo số điện thoại là 0779 335 899.